đến nửa mày rồi mà đúng vừa rồi về cái miền đấy cho nó bị chụp à đã chụp cho khăn khăn nó nói chung lại à cái này nên khi nè tiệt tùng cho tất cả hàng giống cái tùng à rom lại bớt ra nè miền ấy cái tì khăn nó tiếng à flow sâm ma tới flow mi cha tới yên chư long phật ở cái tú cho mà nè đel hận vô là pi flow ngóm còn đến là pi bay à flow nữa là flow tuổi thay vì ba nu ba cái này à rom cho bộ cho bà luôn nó biết xem như tú như dù cứ là từ giờ bà làm mày ông này ông nữa có nghe nó nhộn về à làm mày ba sinh nuôi vợ có liền là ngay về từ giờ bà làm măng rồi luôn bình đã bỏ thừa bia bệ chờ anh bao giờ tâm tâm rong phàu tâm mà mình bạn là dặn chia bẩn tuyệt nữa tôi bây giờ nó đã dừng chầm rồi anh dừng mình tân tra đứng dừng mình ai thưa tu con ông chết quân anh ta ta trâu hỏi tôi thì của trâu để sai chiều một việc bạn để dặn sắp bàn chân ăn bàn chân mưa hay cùng bà cần thật trâu của bây giờ dân trang đơn sạch chạy thua ta dùm cần thật trâu hỏi à nó về chỉ cho nó phát khát mùi trâu đó xạ xùa rồi hôn bởi chê à sao cho bà lứa ăn việc bạn để dặn mưa cầm phì bùn bập rửa đầy cầm than sẽ sợ bình vô là mệnh mệnh mưa bạn cho bà nữa đôi xua thường mày cha đầy lũ kinh niên khăn bạc tiền bạc là giặt tiền bạc đã bắt cần tạ thư địa bạc nạ thư địa đó rằng bà ta bắt đó rồi xa mày xa ngoái tôi ta bạc là giặt nó khăn nạ nên nó bà dừng bà ta bắt tôi xong rùm khuyền bầm cho tế nên bà ta bắt tôi trác đừng rồi dục nhẹ nhẹ giật khơi nhẹ khơi nó hượt để dục và bên khởi ấy nương tân bằng sầm lại quân thua chơi thật khởi nó muốn bị rầm nửa cơn đối chơi thành mít tam rầm ắt mít nông cam mà thả nữa mít hoa rầm để vừa được về rầm tao nương có bánh chấm ăn miếng chè cơn ơi bẹ nhẹ thì mít chè thì hà tân ni vừa nặng thua chẳng trầm nó đó sáng ngày nhôm chết thì chúng ta đang tàu thu nó dài là đợt nặng nặng vì đợt nào những tuyết sạch chiêm nhôm bắt bắt cọt đó phải chỉ liệt nặng đứng đó anh đập vào thì chúng ta đừng ngày đợi những cọng đừng ngày sáng ngọc mà miền về chả ra sáng ngọc ngày sáng ngọc là qua mình đánh oi đánh gì là mai tây pan đặt non luôn đánh thập viêm tàu rụp rồi đội môn sàng và tất cả là mong ý đọc của sao sẽ đập ở đây sao sẽ đập từ sân đây bằng chờ nó sẽ đập được bạn đây dặn xong mình thử đập một chân tâm chạm mà là vô đập chấm đừng phi sẽ đập như sẽ được xong mình thường group bút sư vuông ở sân đây mà lo lo cho nên sẽ đập một lệnh rồi dùng nhớ bạn đã bắt tâm thì tâm ơi cái đó liệu bằng cả sẽ đập bàn thế của bật bật thưa bơm mình vô cùng bật bật lòi chiềng cần là sẽ đặt đặt thưa mà ta tôi luôn nuôi bây lượng nặng thưa mà chiết cho tôi ta mình vô là chiết ta pro tập bán rồi mình mình sẽ còn lâu chiết ta đờ rồi lâu covid tập làm bừa cho ta vô là hỏi ơi hỏi bạn bật bật cái sao mày cứ đờm sẽ đặt thưa mùi ghế tha pi ghế tha đó kia lũ mình vô là cho tôi chạy bù chạy ấy bằng ngôn chân cần tiền để tiền lúc đó tôi bắt bắt tam pri phnom rung phnom vậy đó là bằng ngôn chân cần tiền để tiền lụ nội chỉ thôi chuẩn mến vấn đề lụ yểu tập lâu nữa cần tiền để tiền anh nói bằng ngôn chân cần tiền để tiền bán cho bọn yểu lâu được cần tiền để tiền bằng ngôn chân cần tiền để tiền bệnh đó và tôi mong anh tam pri phnom rung phnom nó đừng anh nói thật sự là đây sợ sáng ngọc làm bệnh ngôn chân cần đây sợ sáng ngọc nó đập thời vô lấy vô tập bản tổ bản sai buộc buộc đập bìa lâu ta ngồi ghế tha pì ghế tha bìa lâu bình vô lấy đó sầm cầm than bìa bìa tới tổ tập bản đó bản chập bản sầm rai dừng sập ngay anh tưởng là khăng à tạ để dặn ở chấm ni anh miền sa thiệt khăng ở điện tạ dặn ở khăng đôi bàn thiệt bộ đường phải nhà thùng chim bông người vậy sạch chảnh nhiên kỳ chảnh nhiên cả tài nhiên bạn đã dắt bạn đã bắt bạn đã viện
sạch chảnh nhân mà đó phá rỉ dắt thôi dừng dù là bị sạch chạm. Đó bị phá rỉ bắt nó kịch chảnh nhân. Kịch chảnh nhân nó bắt nó kịch nhưng không có phá rỉ bắt. Nóng sạch chạm mới đầu tiên kịch bị mệnh nó kịch chảnh nhân. Đó là phá rỉ bắt. Đó bị cạ tài nhân nó xâm mơ nó phá rỉ về thiện. Cạ tài nhân. Cạ về thiện cả trả đừng cạ tài nhân nhân nóng cả thư kịch. Nhi mùi nó mùi. Ta riêng ế cái tí cái đề nó bàn ai thấy vô tu anh nhảy cơn bảo ôi chùm rơn ôi trả đường hình nhảy cơn trăm trâu tam phút đi vay chân ạ tu mà rồi tê phút đi vay chân ạ dịa chân tài dịa bờ màn màn riêng cứ xa mai xa ngài ní bắt mình bây giờ hòn bệnh xa mấy tìa nhìn tê ta màn riêng cứ nhảy màn cơn chẳng nó phút đi vay chân ạ trâu ta riêng bờ màn riêng thế thôi bây ta bịa thả ơi phạt là giặt phạt là bắt phạt là vết cứ nhảy mình chánh được nửa trẻ sò tôi ăn ăn sò nên ăn tham vậy. Chưa có đây không thường mà dạng cặp, bơi vật đạo bấy về chuẩn bị những cara. Vì chúng mình sẽ chạm bốn cho các bạn đọc phí trong thường chạm cặp vật nạ sốt đạ bấy nó bắn đào lưỡi bắn đào sạch chảnh nhiên cái chảnh nhiên nên cả tài nhiên đấy là đạ bấy vì là chúng mình sẽ chạm bốn tôi chỉ các bạn đọc phí bấy cái đó vào môi bấy đó vào bốn bấy bốn đó đọc phí vì chúng mình mấy rồi sạch chảnh nhiên cái chảnh nhiên nên cả tài nhiên sạch chảnh nhiên lắm bắn đào bắn sớm hơn việc bạn đại dân việc bạn đã ở dưới đường ta ở với cái tuổi sạch chạ thua rồi là ban đo khăn pram sạch chạ nhiên khơi là khăn pram tuổi sạch chạ thua đọc bị cây chạ nhiên là ban xưa là khăn pram cái tuổi tục ấy kỵ đó bảo tuổi sạch chạ tao ca cầm mặt đừng đọc bị cạ tài nhiên mà đừng là tuổi sạch chạ cầm mặt đừng rui hỏi năng bảy vạn đạ bảy vil chu vinh sạch chạ buồn sạch chạ mười mũi miên bảy vạn đạ bảy sạch chảnh nhân kịch chảnh nhân cả tài nhân sạch chảnh nhân sẽ làm việc tụng sạch chạ kịch chảnh nhân bạn sẽ làm việc kịch rồi bà tụng sạch chạ tro cả công nát đừng cả tài nhân bà đừng đặt tụng sạch chạ công nát đừng rui hỏi đó là vì sạch chảnh nhân kịch chảnh nhân cả tài nhân thiết bạn sẽ là sạch chảnh nhân bạn sẽ làm việc xâm bột sạch chạ tần là hà đàn ông không chết đó bà dưỡng chứ xưa là nếu chưa hết nữa mà còn tụng đó bị kịch chảnh nhân mà bưng đặt kịch rồi bà xâm bột sạch chạ tro cả liệt bằng đã bị cạ tài nhiên bơm sạch chạ liệt bằng rụi hỏi nhìn tiền sạch chạ nhiên cây chạ nhiên đừng cạ tài nhiên chỗ đó nước sạch chạ tiết sạch chạ nhiên bằng sơn nước sạch chạ nước sạch chạ cứ chia tiền nhập tiền đằng đã bị cạ tài nhiên ở cây chạ nhiên bạn đừng đằng cây đó bằng sạch chạ tao thừa dễ cho bà đã bị cạ tài nhiên bạn đừng thà nước sạch chạ bạn thừa dễ cho bà rụi hỏi đó là về vấn đề tiền bền tiết cho tao miệng sạch chạ sạch chảnh nhiên bàn xưa vì lâu được cần tiêu luật tục nữa miệng bên ông cũng bày đọc bị cạ tài nhiên ở kịch chảnh nhiên sạch chảnh nhiên bàn xưa làm phí ở đây miệng thì cũng bày đọc bị kịch chảnh nhiên bàn là kịch nói đi ông bấy tao cài chầm rần đọc bị cạ tài nhiên bàn đừng thay đây với ông bấy chầm rần rồi rồi chưa đọc phần nắng họ đã chúng mình sẽ chạ buồn kịch nông ca cầm nát đứng kịch nông ca liệt bóng kịch nông ca chầm rơn kịch nông ca thời trẻ cho ba nếu chưa lụ cầm vô hà thì bà tôi sẽ về viện biết cái tôi ở bành nhà để vì bà sẽ là nhìn với cơn lớn tôi đời sẽ phải vượt tôi tạm ở bạn để xảy về vil thứ kịch xảy vượt đời đó lưng trâu chè nó nàng lưng chè chè tôi rụp tôi lụ cầm vô hà ta lưng chè đó nàng giang nam bánh bà là giác xâm đầy chảnh chả đó là vì tùa bà nhà nhiều đến bà sản nhiều nó cần luật thư kịch tại chuyên niệm mà thua tao ngọt tại chạ thua miền tường rũ miền tường niệm đó vì bà sản nhiên chuyên niệm mà thua nó cần luật to to miền ông bà này say cái dồn còn miền ông bà say đấy bàn ta mà chăm tìm với cái chăm thì vì chăm với cái dồn nhôm ta đê của ca đen chuyện dừng sao
sạch chanh nhiên cứ bánh chạy khẳng đằng ấy. Khẳng đằng phẩm này ấy như tôi sạch chạy thua chưa tôi tụ của sạch chạy. Sạch gồm. Tụ của sạch chạy khẳng đằng phẩm, xa một sạch chạy cứ lý hướng khẳng đằng phẩm. Nhà rụt sạch chạy cứ một đoàn xong khá ra thua để mình ca cất lần, luật từ vinh cất lần, luật từ vinh. Miệng sạch chạy cứ nó phô ra miệng ông bấm bấy, cứ kích ca nghe phô chất ta ngọt. ครูมันเต็นสมัยบัดดาเปิลคือเรื่องปริยัติเรื่องปริบัติรู้สัตว์ต้องชีวิตยืนดึงอ่ะปนได้ดาเปิลยืนอดจำเนียนน้องปริยัติรู้นี่นะคือถือแบบไม่ในโพเทละคลั่งหมองผมไม่ผมคันได้จำก็ติดยอดจะติดเกิดแบบไม่บัดเรียนคำทันมวยซ้ำมาเนี่ย là bên xăm đấy là miền bạn tụng khát ở ná ta tâm bộ mùi mà đồn miền sắt xăng mới chưa độ nổ còn muối cứ đồn này đồn phân hệ đồn chi đồn chi mò đồn đạt đồn cành đồn chân ở nhà chọn bàn sắt xong thứ bị mệnh tới chỗ đồn trầm tụ đồn mùi ấy dừng chi ta mà đồn mùi nằng tàu thằng bay sắt xong quan tranh tôi nà rồi đã tranh tôi đồn tiếng trầm nó tranh những đôi chỗ hỏi tranh mà đồn mùi nằng ấy dừng nhà chi ta mà đồn mùi trong phía chậm chậm sắt xong các bạn ta chi chào luôn đối với sư chân mà luôn để dân chi tạm nè triệt phạt dân đình và đang áp mà phòng máy giang nam ấy bây dân thôi tụ nòng chân tam thuê thì còn mùi trong đó ngắt bàn thì về chân bảo vệ nhiên dương miền tầm mùi sản phẩm nót đừng dương mất ai cầm nót đừng tuyệt liệt tầm giang những ai mất ai cầm nót đừng thuê phần hết về chân bảo vệ ba thứ cây thì chân nòng vị thì tầm mùi tại bàn mà giang bàn thì dương nót đừng thuê làm mùi nếu đừng thuê để trâu kết với mình đầu thuê nhà tôi chấp đầm dương chốt thưa tụ nòng chặt nòng pành chặt thuyền thưa tụ nòng chặt đặc nòng mà đồ thuyền đốt con nót đằng rụp thua nè vừa con lốt nòng mà đồ thuyền vậy đó nhà có à cầm bung cầm đặt đằng rụp thua thua con lốt nòng mà đồ thuyền nó biết bây giờ bung chị tạm sẵn sàng đó là tiền là đại dương miền ôpạ này say cục cơ này chặt đằng nó còn chặt thưa bàn miền sota bàn miền sota bàn tham bước đôi dương chị chặt luôn nó chặt sẵn sàng bàn chặt sẵn sàng bàn rồi sầm rạch mẹ phò rồi pa sanh ăn cầm bằng